Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Thì hôm nay Huy sẽ giới thiệu đến các anh chị và các bạn một chiếc xe Innova được sản xuất vào năm 2017. Đây là phiên bản G nha các bạn, bản số tự động. Đây, chiếc xe phía sau lưng Huy đây. Chiếc xe này chủ xe đi rất là kỹ, gia đình sử dụng các bạn, cá nhân, một đời chủ. Mới đi được có khoảng 35.000 cây số thôi. Xe rất là đẹp. Thì Huy sẽ mời các bạn xem chi tiết về ngoại thất và nội thất của chiếc xe để xem chiếc xe này có phù hợp cho gia đình mình sử dụng hay không nha các bạn. Rồi, Huy mời các bạn ạ. Đây các bạn, đây là chiếc xe Innova 2017, xe gia đình, bản G nha các bạn, số tự động. Mới đi được 35.000 cây số thôi, màu trắng. Xe rất là đẹp nha. Xe này thì bên Huy mới lái về, chưa có làm Marukuri lại. Nhưng mà về chất lượng ngoại thất của chiếc xe này còn rất là đẹp. Chạy ít các bạn, 2017 mà mới chạy được 35.000 cây số thôi. Đèn rồi các bạn có thể xem qua, còn rất là mới. Khe hở giữa các chi tiết, đèn, capo, dưới cản, dưới vè. Các chi tiết là khá là kín khít với nhau. Này các bạn thấy ha, từ phía trước ra sau màu sơn đồng nhất. Về chất lượng của sơn cũng như là về tình trạng ngoại thất của xe. Đó, vỏ xe này các bạn xem qua. Vỏ xe này đây, vỏ nguyên bản theo xe, sản xuất tuần thứ 41 của năm 2017. Thì xe này được khách hàng mua năm 2017. Đó, có dán phim rồi nha các bạn. Xe thì bên Huy trước khi lái về thì bên Huy đã kiểm tra 176 hạng mục rồi. Tình trạng của xe thì bên Huy cam kết không đông đụng, không ngập nước. Tình trạng động cơ và hộp số còn nguyên bản, cho nên là các anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của xe nha các bạn. Này, ở phía sau thì chúng ta có thể nhận thấy được xe này có trang bị camera gear phía sau nha các bạn ha. Cùng với đó là hai cảm biến gear phía trên cản sau. Innova số tự động thì rất phù hợp cho gia đình sử dụng các bạn. Vì 8 chỗ khá là rộng rãi. Cái này thì cái bánh xe cua thì bên Huy có lái đi sơn lại cái mâm ha, cái mâm nó hơi trạng tí xíu đó, các bạn có thể xem chi tiết ha, về cái dàn gầm. Gầm nhún thì bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Những cái chi tiết hầu như là còn nguyên bản. Này các bạn thấy ha, Innova bảo trì bảo dưỡng khá là rẻ, và đặc biệt là đối với số tự động thì còn rẻ hơn, bảo dưỡng rẻ hơn so với số sàn luôn nha các bạn. Đây, vỏ sau bên phải. Sơ lược cho anh chị nắm về phần ngoại thất của chiếc xe. Thì Huy sẽ mời các bạn xem thêm về phần nội thất bên trong để đánh giá chi tiết về chất lượng của chiếc xe Innova bản G 2017 này nha. Huy mời các bạn ạ. Đây, Huy mời các bạn xem về phần nội thất bên trong xe. Đây các bạn, đây là cái bánh xe cua mà bên Huy đã sơn xong, khá là đẹp nha. Cái mâm thôi. Về phần nội thất thì chủ xe đã lót sàn sim ly, khá là sạch sẽ nha các bạn, giữ rất là kỹ. Đó. Bên Huy mới lái về chưa có làm maru, chưa có vệ sinh gì lại, nhưng mà nội thất bên trong rất là sạch. Đây, đồ nghe đó các bạn. Đó, còn đầy đủ nha. Rất là mới. Giống như là hoàn toàn chưa một lần được tháo ra luôn, còn nguyên bản luôn các bạn. Ghế. Ghế này bọc da màu nâu nha các bạn, màu nâu. Tapi hồng. Mà thứ còn rất là mới và đẹp nha. Đó. Ở trên trần thì đã được bọc ni lông trần. Đây các bạn có thể xem qua thì xe này được trang bị về cái dây giải đèn LED ở trên trần các bạn, ở phía trước
gần ngay chỗ cái gương chiếu hậu, các bạn thấy không, một cái dãy đèn màu xanh dương. Và ở phía sau, ngay chỗ cái cửa gió dàn lạnh phía sau cũng có một cái dãy đèn từ bên trái kéo qua bên phải các bạn, nhưng mà mình không thấy rõ thôi, thường vào buổi tối thì sẽ ánh lên cái màu rất là đẹp. Rồi đây, đây là phần tắp bi cửa, tắp bi cửa đó, rất là mới ha, rất là mới nha các bạn. Lót sàn cũng rất là mới. Nói chung là chủ xe đi giữ kỹ lắm các bạn, mới lấy về mà nội thất bên trong không có bị dơ và không có bị trầy xước gì cả. Đúng là xe gia đình sử dụng có khác. Thường nếu như mà xe mà mình sử dụng nhiều các bạn, thì những cái vị trí tắp bi cửa này này, nó rất dễ bị trầy xước, do là sử dụng nhiều. Mà mình đi khách đó, thì chắc chắn là không có kỹ giống như là mình gia đình mình sử dụng rồi. Thì bước ra bước vô sơ ý ha, cà vào dép hay giày cà vào những cái tắp bi cửa thì nó sẽ làm bị trầy. Đây, mình đi hai người thì mình có thể cặp cái tựa tay này xuống, mình để ly cà phê mình sử dụng nha các bạn. Và ở phía sau lưng của hai cái ghế trước đều có hai cái khay. Hai khay này chứa tới 10 kg lận. Mình có thể là sử dụng đồ ăn, thức uống khi mà đi xa. Đó, số tự động. Các bạn có thể thấy được ha. Những vị trí cần số này cũng rất là mới, không có bị trầy xước. Ghế. Hệ thống điều hòa của xe này là điều hòa tự động nha các bạn. Đầu DVD, hệ thống điều hòa tự động. Về hộp số thì số tự động thì có chế độ Eco Power. Về vô lăng thì có những cái phím chức năng đàm thoại rảnh tay, điều khiển giọng nói, chỉnh âm lượng rồi đầy đủ. Đây, cái này xe này các bạn thấy không, chủ xe rất là kỹ, những cái tem mà dán này chủ xe còn để luôn các bạn. Mấy cái tem dán này là hệ thống điều hòa, là sử dụng điều hòa tự động nha các bạn. Rồi, bảng G thì những chi tiết này sẽ là những cái ốp nhựa đen bóng mà rất là đẹp. Đây, phía trước các bạn có thể xem qua đó, những vị trí này mình quay kỹ cho các bạn coi, không có bị trầy xước một tí nào luôn nha, khá là kỹ. Đây, ghế rồi các bạn thấy ha, rất là đẹp. Rồi mình cho các bạn xem về cây số luôn nha. Đây là cây số thực của xe luôn. Thì hiện tại cây số này 35.756 km nha các bạn. 35.756 km. Đó. Xe rất là đẹp và chắc luôn. Nội thất bên trong chủ xe giữ rất kỹ, ngoại thất cũng vậy. Còn về động cơ gầm nhún thì Toyota rất là bền, và chủ xe bảo trì bảo dưỡng cũng rất là thường xuyên nữa, cho nên là bên Huy đã kiểm tra 176 hạng mục và xe không có bất kỳ lỗi nào cả nha các bạn. Các anh chị và các bạn nào có nhu cầu muốn mua một chiếc xe sử dụng cho gia đình còn chắc và đẹp thì Huy nghĩ là xe này khá là phù hợp với các anh chị và các bạn. Xe thì hiện tại đang tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, địa chỉ là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Xe này thì hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 690 triệu nha các bạn. Chỉ 690 triệu mình có thể sở hữu được một chiếc xe 8 chỗ rộng rãi, số tự động cho gia đình. Rồi thì Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Thì Huy xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Nếu như mà các anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu mua cho mình một chiếc xe qua sử dụng để phục vụ cho gia đình, thì Huy nghĩ đây là một chiếc xe khá phù hợp về giá cả cũng như là về chất lượng của chiếc xe. Bên Huy đã kiểm tra rất là đầy đủ rồi, cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm nha. Rồi, Huy xin chào và hẹn gặp lại ạ.